ngoài kia rồi mới cái cây hồ rồi mới sỏi cút không đi. Sỏi gà này cút không đi. Đục nó bằng bằng làm thế nào đây, hồi trước mấy thằng nó dò đất vô đây nó khoan sỏi cái dưới cát độ mà đợt của nó đi nè bắt đầu luôn đi bắt đầu luôn đi luôn quay mấy luôn đâu rồi mấy luôn đâu rồi một đứng hai đó rồi cô thủ đó mình lỗ mấy chữ ạ mình lỗ mấy chữ ạ mà lọc lòng sao lọc lòng à. Chị tấm vô lại bớt đi. Cái thùng xả ra cái góc nó ra xí quá cho dễ hút cái thùng xả ra được 3 mét đúng nước. Nhưng 3 mét 6 mét. Chú Phước xuống trọt phát á, có lỗ mà ra nước rồi mẹ mình trọt 2 giờ đéo chịu ra mặt đủ có mặt mặt mạnh nhá mặt mạnh ghê á cái này chắc lằng quằng xuống nữa là chỉ có motor mà đạp mà hút thôi đó mình biết.